lên mạng học cách làm, sau đó hai năm thanh thiếu niên mua nguyên liệu về tự chế pháo bán lấy tiền tiêu Tết. Trong lúc mang 8,5 kg thành phẩm đi bán, cả hai bị công an bắt giữ. Tối 28 tháng 12, trao đổi với thanh niên, lãnh đạo công an huyện Yên Phong Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ hai thanh thiếu niên vận chuyển trái phép pháo nổ qua địa bàn. Theo công an huyện Yên Phong, hai nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Hoài Nam 18 tuổi và Phạm Văn Đông Hắc 16 tuổi, cùng trú xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Nam và Hắc khai nhận cùng nhau bàn bạc lên mạng học cách chế pháo nổ để bán lấy tiền tiêu Tết. Sau đó hai nghi phạm này mua quá chất và trộn theo công thức, tự làm dây cháy chậm rồi dùng giấy cuốn thành pháo. Sáng 28 tháng 12, trong lúc Nam và Hắc mang số pháo thành phẩm sang Bắc Ninh tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ tại địa phận xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong. Công an huyện Yên Phong đã thu giữ 5 bánh pháo và 4 quả pháo cối, tổng trọng lượng 8,5 kg.